Hello, xin chào các bạn. Trong lúc đang nói chuyện với các bạn như thế này thì chân tôi vẫn còn run hết cả lên đây. Ồ không, không phải tôi bị bệnh đâu, nên các bạn cứ yên tâm đi nha. Tôi vẫn còn khỏe mạnh và thừa sức ra nhiều video ý nghĩa cho các bạn nữa. Thực sự là chân tôi vừa mới bị chuột rút. Không biết trong các bạn có ai từng biết đến triệu chứng này hoặc từng gặp qua nó chưa nhỉ? Chắc có đúng không? Nhân tiện hôm nay, sao chúng ta không đi tìm hiểu về chứng bệnh oái âm đang mang ra vô số phiền toái này? Các bạn hãy xem thật kỹ video này và đừng bỏ qua một giây phút nào nhé. Đầu tiên chúng ta cần làm rõ chuột rút là gì ý nhỉ? Nói nhỏ cho các bạn, hồi nhỏ mới nghe xong, tôi lại cứ tưởng có một con chuột sống trong cơ thể mình. Lâu lâu nó buồn mồm chạy ra tay hay chạy ra chân, sau đó ngậm nhấm cơ thịt khiến tôi đau đớn như vậy. Lớn rồi nên thấy suy nghĩ ngày xưa của mình đúng là buồn cười chết đi được đấy. Ai đang có suy nghĩ giống tôi hồi nhỏ thì phải bỏ ngay đi nha. Bản chất của chuột rút chỉ là cơn co mạnh, đau và thắt chặt các cơ, thường đến đột ngột và kéo dài từ vài giây cho đến vài phút. Nhớ kỹ giùm tôi nha, chẳng có con chuột nào ở đấy đâu. Thế nhưng, một câu hỏi được đặt ra đó là đang yên đang lành tại sao các cơn lại co thắt mạnh đến mức khiến chúng ta phải xám mặt đau đớn như thế nhỉ? Không lẽ các anh cơ bắp hết việc để làm rồi thì nhau co thắt cho vui vậy thôi hả? Bạn đừng vội tắt video giữa chừng nhé, bởi vì tôi sẽ làm sáng tỏ những nguyên nhân dẫn đến chuột rút ngay bây giờ cho các bạn đây. Thành thật mà nói thì các nguyên nhân có thể gây ra tình trạng chuột rút có rất nhiều, nhưng tôi sẽ khái quát cho các bạn một số nguyên nhân tiêu biểu và phổ biến nhất. Nguyên nhân thứ nhất, vận dụng cơ bắp quá nhiều. Điều này chắc chắn các bạn cũng biết rồi. Trước khi các bạn tập thể dục, huấn luyện viên hoặc thầy giáo luôn yêu cầu các bạn phải làm nóng cơ thể trước để có thể tránh tình trạng chuột rút. Việc tập thể dục thường xuyên đương nhiên là rất tốt, nhưng đừng để bản thân quá sức nhé. Cảm giác chuột rút không thoải mái chút nào đâu. Nguyên nhân thứ hai, tiếp xúc với nhiệt độ thấp, đặc biệt là nước lạnh. Quá rõ ràng, tôi biết không ít bạn ở đây suýt chết đuối chỉ vì bị chuột rút trong lúc bơi. Lần sau khi đi bơi cũng nên làm nóng cơ thể trước và không nên bơi một mình nha, chẳng may bị chuột rút còn có người kéo lên. Nguyên nhân thứ ba, đứng trên bề mặt cứng trong thời gian dài, ngồi trong thời gian dài hoặc để chân ở vị trí bất tiện. Sau khi bạn đổi tư thế đột ngột, các cơ chưa kịp thích ứng sẽ dẫn đến tình trạng chuột rút. Nguyên nhân thứ tư mà tôi muốn nói đến là do cơ thể bạn bị thiếu nước, cũng như các khoáng chất kali và canxi. Bởi vậy người ta nói gấp đôi canxi để làm gì đó trời, để tránh chuột rút chứ để làm gì. Vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng này nhỉ? Tôi sẽ bật mí cho các bạn một số phương pháp hạn chế tình trạng chuột rút vừa đơn giản, dễ nhớ, lại dễ thực hiện nhé. Muốn giảm chuột rút, các bạn cần phải thường xuyên tập thể dục, vận động cơ thể đúng cách, thực hiện các động tác theo đúng quá trình từ nhẹ nhàng tới nâng cao. Những bài tập trị liệu và massage cũng giúp ích khá nhiều đấy. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tránh duy trì những tư thế không thoải mái, gây áp lực cho cơ bắp. À, việc bổ sung nước và canxi cũng không thể bỏ qua đâu nhé. Các bạn đã nhớ hết chưa nào? Tuy không phải là một chứng bệnh quá nguy hiểm, nhưng nếu tình trạng chuột rút xuất hiện thường xuyên và không có dấu hiệu thuyên giảm, các bạn nên đi gặp bác sĩ để được khám và kê đơn thuốc. Như vậy, sau video hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong tất tần tật những thứ liên quan đến căn bệnh chuột rút. Từ khái niệm chuột rút là gì tới nguyên nhân gây ra chuột rút, cuối cùng là phương pháp hạn chế đúng không nào? Chẳng cần tôi nhắc lại, chắc các bạn cũng đã nhớ như in rồi ấy chứ. Mà ai không nhớ thì hãy xem video thêm một lần nữa nha. Bỏ ra vài phút nắm chắc những kiến thức trên là có thể giúp bạn giảm bớt một căn bệnh khó ưa rồi, ngại gì không làm. Như vậy, video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu các bạn có những thắc mắc nào cần giải đáp, nhanh tay để lại bình luận xuống bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.